cây sọ ổng ổng đập cái gì vô cục chỏ nữa. Dạ. Rồi ông đốn cây miền Tây hay nhất rồi biết các bạn. Dạ hả? Dữ dội ha. Lấy lại biết bao nhiêu lâu phải ông đó nghe. Có chứ anh nào không bắt cái đợt quay rồi. Cái đợt quay lên này sự ông lấy được mấy chục triệu đó. Dữ lắm clip ông dữ lắm mà. Ủa mấy cao bự bự nha. Mấy nước á mày cao á. Mấy trăm hả? Mấy chục ít quá vậy. Anh đi đợt kia 1 triệu không? Mé mấy giây sau sao lộ á. Mấy cây khó trời thì ơi, cái nào lấy cao gì mà ông lên cũng mé. Nó lên thật sự luôn mà. Thì coi bắt. Thì kia chứ ông mé cái này nè. Với đốn ba cái cây đằng đằng sau đó góc góc. Tôi chưa vợ tôi vô coi ổng. À thấy đâu cái bè rồi. Bà biết ông này. Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục theo chân ba Tùng cưa mấy cây trong cái vườn này nghe không gì. Còn chưa rõ là sẽ cưa cái cây gì nữa. Thì mời quý vị khán giả cùng theo dõi nha. Đây thì ba của Toàn đang cắt những cái cây nhỏ bên dưới. Cắt những cây chăm bầu. Như là cắt hai cây sao hay là mé gì đó đây nè. Như là cắt hoặc là mé hai cây sao này nè. Đây là cây chăm bầu nè. Cái lá này nè. Bây giờ ba của Toàn bắt đầu leo lên cây sao nhỏ để cắt cây nha. Cây này thì sẽ cắt nguyên cây luôn á. Đốn hạ còn cái cây kế bên kia thì sau lưng ba mình á thì sẽ mé và cắt bớt một cái phần đọt xuống. Bay cao quá là gió nó ấy là bạc là điều khiển không được luôn á. Là rớt á. Dạ. Hả? Nó hoàng ngoài tầm là nó không có được chuyển được. Vậy đó vòng vòng nó cũng nghe em anh được thôi chứ ai. Long. Dữ. Ủa ông chuối rồi về hả? Đi hả? Gió khá to nghe cả nhà. Để cam ra coi em hỏi lại coi cái cam cam trái bằng ngón giò cái nhiêu ký thì em gửi lên cho. Cái gì? Rồi bây giờ sẽ kéo cái máy reel wheel lên để cắt đó. Cây này bên dưới cũng khá là trống nha cả nhà. Cái
nhanh cái nhánh cây à. Gió hơi to nên là cam hơi ồn cả nhà. Có thể là xuống cắt hạ luôn cái gốc. Tại ba cô Toàn hồi nãy có kẹp giò và cột cái dây giữa cây rồi đó cả nhà. Đó cột dây đó ở ngay nha.
quá ghê luôn. Cái đó nước lớn tải ra. Cây này là nguy hiểm nhất luôn á. Nó nguy hiểm hơn cây kia. Ừ, trong một cây. Thiên của Toàn đang mở dây cây cả nhà. Ở đây ngay cái con gạch luôn, nãy giờ Toàn không thấy. Rồi vậy là đã xong rồi cả nhà. Thì Toàn xin tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo của Toàn. Rồi, bye bye cả nhà.